Mà nói hoài nói nhiều lắm cô, mà mỗi lần mà ông lại là người ta đi hết trơn. Ta né ổng đó cô. Đúng rồi, chọc vợ có giờ chọc mẹ vợ không? Dạ không, chưa dám. Chưa dám. Vợ thì nó không dám rồi, vợ nó cứ chọc hoài, nhiều khi lên ăn cơm chung với mình mà nó cũng chọc nữa. Dạ. Nó chọc xong cái hai đứa gây lộn, con ghi tức, con ghi chửi. Rồi sao cô, lúc đó cô làm sao? Thì phải làm thinh thôi chứ đâu có bên đứa nào bỏ đứa nào. Dạ. Thôi giờ nó con rể nấu cơm cho cô mẹ vợ ăn chưa? Chưa, nó không biết đó, nấu cơm. Trời ơi, con nấu toàn mấy món ngon không, nhưng mà do mẹ dành nấu mà không. Bún cá ngừ này hồi hồi đó con chỉ Nguyên nấu nó. Đúng rồi, có một lần về nó nấu bún cá ngừ. Có lần thôi đó hả? Có lần thôi. Bút thịt nướng rồi con. Ở tại cái phong nhà em là người Huế thì nấu ăn người ta kỹ lắm, theo kiểu mà gọi là cung đình á. Dạ. Hơi buồn. Tưởng ai hả? Tưởng người ai? Người quen. Chào. Dạ. Mẹ, vợ, con rể. Chào cô. Dạ. Chào anh. Mời cô. Dạ, ngồi. Dạ, xin mời anh ngồi. Mời cô giới thiệu với mình. Cô là Trương Minh Nguyệt, là mẹ vợ của bà Đức. Cô ở đâu? Cô ở Hóc Môn. Hóc Môn, dạ. Dạ, xin mời anh giới thiệu về mình ạ. À. Em chào anh Huyền Linh. Chào em Lê Lộc Ất. Chào MC Lê Lộc. Em tên là Lê Bá Đức. Dạ. À, hiện là diễn viên tự do và là một thành viên của nhóm X-Pro, và X-Pro bây giờ đang vẫn còn nhận show nha mọi người. Anh làm rể của mẹ được bao nhiêu năm rồi? Một năm mấy ngày đó. Một năm mấy ngày à? Có mời em mới Lộc. Ủa là mới đây thôi hả? Nhưng mà em được biết là cái chuyện tình của anh với vợ anh lâu rồi đó. Đúng không? 6-7 năm rồi. À. Bữa mời không có tiền không đi rồi sao mà... Không có, hình như là... Không có đi. Anh không có mời, không có mời đâu. Nó có mời, mà Lộc mới gửi thiệp. Không có gửi thiệp đâu. Có gì bữa hết tiền mà. Không đi thôi, chứ con cũng keo. Tại đi tốn tiền nó không đi thôi. Cái lần đầu tiên khi mà anh gặp mẹ vợ đó nha, anh cảm giác như thế nào? Bình thường. Phải có ấn tượng gì chứ. Anh gặp mẹ vợ trong cái dịp nào? Thì cái đợt mà anh đi chung với lớp K3 xuống nhà của Oanh. Oanh á. Dạ. Thì nấu ăn á thì gặp thôi, cũng không có để ý. Nói chung là không. Không nghĩ đây là mẹ, sẽ là mẹ vợ tương lai của mình. Dạ đúng rồi. À. Cái bữa đó là nó xuống, con Oanh nó không có nói là ở đây là người yêu của con, mà nó nhỏ em nó nói, thì nhìn nó thì thấy cũng được. Cũng được ha. Cũng được. Con đóng rất đẹp, đi sân khấu hoa cồn vân đó mẹ. Đúng Lộc. Là được hả con? Trai cũng được mà nó tướng hơi nhỏ con. Dạ. Đừng ngần ngại, hãy đăng ký ngay tại fanpage Mẹ Chồng Nàng Dâu hoặc gọi hotline để có những kỷ niệm đáng nhớ cùng mẹ chồng nàng dâu. Rồi ảnh về anh làm rể có ổn không cô? Thì cũng được thôi chứ cũng không ổn gì. Cái chỗ được thì nó nhanh nhẹn. Dạ. Nhưng mà nó có cái tật cứ hãy đi về làm thì làm, còn mới nằm đâu ngủ đó. Thì anh em mình trong nghề biết mà, không em không có ngủ vậy. Không có. Trời. Dạ em không có ngủ vậy, anh đừng nói vậy. Cho tới cái ngày mà nó có con cũng vậy nữa. Dạ. Con á thì mình sợ nó khó, có nó về cái nó bồng con nó nằm trên mình nó là nó ngủ. Dù. Mà con ngủ chưa? Ngủ được luôn rồi. Ngủ để trên mình ngủ luôn. À. Nó không chịu thả xuống giọng. Ngủ trước rồi. Anh Ninh ngủ ngủ đi con. Ba ngủ trước nghe con. Mình có con rồi, con á mình phải ẵm nó, tới khi nào nó ngủ mình phải thả xuống, chứ để mình ẵm với mình nó khó lắm. Dạ. Yeah. Thì đó nó tập con nó khó, cái xong cái nó đi cái nó để nhà cho mình. Cứ là con nó ngủ là mình phải ẵm đi tới đi lui, phải nằm võng nó mới ngủ. Con rể có phụ nấu nướng dọn dẹp nhà cửa cùng cô không? Có khi có khi không. Nhiều lắm mà. Nói chung là nó ngủ á, nó về. Yeah. Nó nằm xuống là nó ngủ. Ngủ là chính đó hả? Dạ. Yeah. Nói chung là việc này trong nhà mà nguy hiểm tới tính mạng là nhường ở phần em. Ví dụ anh? Ví dụ như là bắt đèn, nhà thì có 5 người thì 4 người đứng dưới bệnh ghế mà cao quá anh. Rồi cứ cái việc gì mà trong nhà mà khó cái là ba đức á. Đó là bây giờ là nói chung cũng không biết mình sao. Nhiều lúc cũng thấy tự hào lắm, tại năm từ tháng lại nhận phu người ta mới nhờ những việc khó. Là em là trụ cột trong gia đình á, tự hào là người đàn ông bản lĩnh trong gia đình đó hả? Không bản lĩnh thôi chứ vẫn không cho trụ cột anh. Không cho trụ cột. Có bao giờ mẹ la con rể chưa?
không có la gì mà khi để trong lòng nó hơi bực. Dạ. Bực chứ nó ngủ hoài, bực chứ. Ngủ hoài với lại á, nó dạ, nó hay nhây nhây. Dạ. Có ngày nó cứ chọc cho vợ nó chửi nó không. Trời ơi. Còn hai đứa gây lộn. Dạ, không phải gia đình cô đâu. Đi quay với con đoàn phim ai cũng mệt mỏi với ổng hết trơn. Nói hoài à cô ơi, nói hoài tới giờ người ta nghĩ cũng nói nữa. Vui mà em, vui. Không có vui anh ơi, không có ai vui luôn á, người ta mệt lắm luôn á. Mà nói hoài nói nhiều lắm cô, mà mỗi lần mà ổng lại là người ta đi hết trơn. Người ta né ổng á cô. Đúng rồi, chọc vợ có giờ chọc mẹ vợ không? Dạ không, chưa dám. Chưa dám. Mẹ vợ thì nó không dám rồi, vợ nó cứ chọc hoài, nhiều khi lên ăn cơm chung với mình mà nó cũng chọc nữa. Dạ. Nó chọc xong cái hai đứa gây lộn, con kia tức, con kia chửi. Rồi sao cô, lúc đó cô làm sao? Thì phải làm thinh thôi chứ đâu có binh đứa nào bỏ đứa nào. Dạ. Thôi giờ nó, con dạy nấu cơm cho cô, mẹ vợ ăn chưa? Chưa, nó không biết nấu cơm. Trời ơi, con nấu toàn mấy món ngon không. Nhưng mà do mẹ dành nấu chứ bà không. Bún cá ngừ ngày hồi hồi đó con chỉ nguyên nấu nó. Đúng rồi, có một lần về nó nấu bún cá ngừ. Có lần thôi đó hả? Có lần thôi. Ướp thịt nướng rồi con. Tại cái phong nhà em là người Huế thì nấu ăn người ta kỹ lắm. Theo kiểu mà gọi là cung đình á. Dạ. Hơi buông chú thì hầu như trong nhà ai cũng biết nấu ăn hết, nấu ngon, nhưng mà chưa có cơ hội thôi, từ từ từ. Chưa có cơ hội hả? Tại mẹ dành làm hết à. Nhưng mà thật ra là anh cũng phải có một ngày nào đó anh nấu ăn cho gia đình anh chứ. Nhà không tin tưởng, mỗi lần anh nấu cái gì cái là kiếm cớ lên, nhưng mà anh thấy ngon. Mà ví dụ thay vì ăn xong rồi thấy dở thì lơ, cái này chưa ăn mà đã lơ luôn rồi. Bây giờ nó buồn chứ bộ. Thì tôi thấy cái cách em nấu ta cũng ngại. Nhìn cách ta cũng ngại. Mình cảm giác là mẹ vợ với con rể hợp nhau những điều gì cô? Tánh tình thì cũng hợp, lanh lẹ rồi đó. Dạ. Hoạt bát rồi đó. Về với nhà chắc cô cũng hay chọc chú lắm hả? Đúng không? tánh tình giống như giống dạ, con rể mà. Dạ. Nhưng mà không có nhây giống nó nhây quá. Tại vì nhà cô thì có hai đứa gái à. Dạ. Có nó về á thì nhà được thêm vui. Dạ. Cô cũng thương nó như con ruột á, chứ không có nghĩ nó là con rể. Anh cảm thấy là mình với mẹ chưa hợp nhau điểm nào không? Anh tôn trọng mẹ, mẹ tôn trọng anh, thì hai người tôn trọng nhau thì nó không có một cái mâu thuẫn. Nếu mà có thì cũng giấu à. Giấu? Tại sao lại giấu? Nói ra người ta biết sao. Ồ. Tốt khoe xấu che chứ. Tức là anh đang giấu với chương trình đó hả? Anh không dám nói ra đúng không? Không, anh nói nếu mà có à. Chết. Nếu mà có anh cũng giấu, tức là tương lai cũng sẽ giấu luôn à. Mày cứ môi này chi chạy qua đi. Mà em thắc mắc một cái gì nè. Mình là con trai á, sao mình chịu đi ở rể vậy ta? Anh sống anh thoải mái mà, thì biết cái tính anh mà thoải mái lắm. Anh cũng không nghĩ là ở rể đâu. Và chẳng có cái gì gọi là nhục nhã hay gì. Tại thật sự do mình cảm nhận sao thôi. Ở ra đi, hai vợ chồng ở đi, nhà đã ít người rồi, ba với mẹ, rồi đứa con gái. Có đứa con gái nữa thì vẫn chưa an toàn. Thì đứa con gái giờ đi theo mình ra một cái nhà khác thì rồi lại thiếu một người nữa, thấy sự an toàn. Với là ở dưới cái hóc môn á, rồi nhà đất cũng rộng á, nó dung đất rộng á, thì cũng sợ. Nên ở bên này thì cũng đâu có sao đâu, cũng đâu có... Không, nghĩ gì thì đúng đó. Dạ. Có gì đâu, ở lại bình thường thôi mà. Anh không biết những ngày mà không có anh ở nhà sao ngày, chứ những ngày mà anh đi về một cái là cơm là thế nào cũng có đó. Còn những ngày mà không có anh á là dù anh ở nhà với là bé Quyên á, ăn ngoài không à. Có anh là mẹ luôn luôn nấu, luôn luôn khi nào anh về cũng có đồ ăn á. Ví dụ mà anh vô tình anh nói ví dụ thèm này thèm kia là qua ngày hôm sau là có liền. Có liền đúng không? Dạ. Chứng minh được rằng là mẹ vợ rất là thương con rể. Thì mất mới gì mình không ở đúng không em? Dạ đúng rồi. Anh nghĩ điều đó đúng mà. Còn ba vợ thì sao? Em có dám chọc ba vợ không? Lâu lâu chọc ít thôi nhưng mà... Ba vợ chắc khó hơn đúng không? Không, dễ hơn mẹ luôn. Dễ hả? Ba vợ cũng hiền luôn hả? Dạ, hai vợ chồng hiền lắm à. Con rể có bao giờ tặng quà cho mẹ vợ chưa? Nhớ rồi chắc chưa quá. Có nhưng mà mẹ không để ý á. Thì có đâu, con nhắc chưa. Nó nhắc ra kỳ. Trời ơi, chết rồi. Trời. Qua đi tập ơi, qua đi con ok. Đâu có qua được. Vậy là thiếu sót lắm á nha. Không phải. Tại... 6 năm quen nhau, 1 năm mấy cưới nhau mà chưa có gì cho mẹ vợ hết. Anh cũng biết sao. Chị anh ở nhà vậy, 1-2 năm đầu anh quen thì anh còn tặng quà chứ những năm sau anh cũng không có tặng quà. Anh giống như anh... Cái đó là do anh á chứ không phải là gì hết trơn á. Thì đó anh đang kiếm đường lấp liếm này mà khó quá nè. Cái sinh nhật rồi mua bánh kem. Rồi anh có tặng cho mẹ ví dụ cái áo nào chưa? Hay là một cái kẹp tóc gì chưa? Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10. Tặng
có suy nghĩ lâu quá không có nữa. chưa thì nói chưa đi khỏi tại mới cưới con năm mà mẹ mới cưới con năm mà mới cưới một năm đúng rồi lúc đầu là anh cũng biết mẹ rất là lâu rồi đúng không, chẳng lẽ trong suốt khoảng thời gian đó anh không gặp mẹ thì đó, nhưng mà thật sự là anh phải công nhận với em là mình thiếu sót đúng không? Cảm ơn em nhiều nghe lọc đi. Thì đúng rồi, chưa con nói chưa thì mai mốt là mua cái gì đó tặng mẹ cũng được đó. Anh thấy kể nãy giờ anh làm thấy cái sự quan tâm của mẹ vợ đối với em rất là nhiều, nhưng ngược lại thì sự quan tâm của em đối với mẹ vợ nó hơi bị ít, nó chưa có chững chạc lắm, kiểu nó còn nít lắm đó. Nó chưa có được như là cha. Chưa được, không được như cha. Rồi có cho bú hay là thai tả gì phụ không cô? Không. Dạ, đúng rồi, hãy bữa khi nào mà con nó ị thì nó chạy. Nó không khổ. Mấy lần đầu con có thay chứ bộ. Trời ơi sao vậy, anh có đức mất tình tượng quá đó. Trời ơi, tại sao anh lại chạy? Gia đình anh đang hạnh phúc Lộc ơi. Không phải, thật ra là mình nói ra như vậy á là giúp anh đó chứ, để mình thấy được cái thiếu sót của mình. Không, nhưng mà anh thấy nè, ví dụ mà mẹ chăm cháu mà mẹ cảm giác giống như là mẹ không thích á thì nó khác. Còn này thích lắm, thích lắm nên mình không có dám dành. Nhưng mà là con của mình phải cũng phụ. Thì phụ anh đứng ngoài anh phụ hợ, ví dụ lấy giấy này nọ thôi. Chứ giờ thích quá, nó dành thì chứ. Nó lấy giấy mà nó hơi gớm, nó để cho mẹ làm hết. Thì trong lớp hồi xưa hay chọc nó dở chẳng. Mà em thân, rất thân với anh. Anh cũng nói chú ồ anh thân với Phước lắm luôn. Anh thân nó, thân anh nó kêu anh nó vô dẫn chương trình đi. Mà em là thân tượng cô Lê Giang nữa, rất là thân tượng mà. Tới nỗi mà hồi đó em còn diễn nghe là em còn mua quà cho Đà Lạt xuống, là em còn muốn tặng cô Lê Giang là phải qua Trung Gian Lộc, là em phải mua hai hộp là tặng Lộc rồi mới tặng cô Lê Giang. Không có nha, không có. Cái thời Lan đó anh nhớ mà. Cái đó là em mua nha. Không, em nhờ anh gửi tiền nghe, em mua nghe. Thầy ơi, nhờ mua giùm nghe. Nhưng mà anh có tặng cho mẹ em. Tặng cho mẹ em là chuyện của mẹ em. Còn em là mua nghe. Lâu quá không nhớ thôi. Đó, nói bậy bạ không mà. Cô cái ngoài cái việc mà cô chăm sóc con cho Đức á, thì cô còn làm gì cho bé Đức nữa không? Đức gây ra phiền phức gì cho mẹ vợ nữa không? Nhà nó bày ra nuôi chó rồi nó đi không à. Đó, nuôi mấy con? Nuôi cả chục con chó luôn. Ai lo? Ở nhà thì sáng á, cô đi chợ về nấu ăn xong rồi để đó nhỏ em đó, em của anh á, cho ăn. Có khi nó về nó cho ăn phụ. Sao nó cho ăn phụ đó, phải là ngồi cho ăn chính chứ. Chính, con cho ăn chính mà. Cho phụ. Nuôi chi 10 con cho ăn phụ không vậy? Mà nuôi Alaska với cô Đình không? Nó bự. Rồi nó nuôi cá, nó về cái nó chăm sóc cá nó không. Nó về nhiều khi mình ẵm con nó trong nó lại, nó hung con, nó đựng con nó về cái. Rồi nó nôn vô mấy chậu cá ăn. Cho ăn xong đã rồi nó mới quay lên nó thăm con nó. Tại mọi người đang giữ lại con cưới con dành nó kỳ lắm. Nó phái chửi lộn lắm, nó phái vợ nó chửi nó lắm. Mỗi ngày nó cứ chửi thú vui gì ngủ quá ha. Ủa mở sạch sẽ không cô? Mở sạch đó anh. Nó dành nó nói rồi, nó đâu có cho cô nói đâu. Nhưng mà thật ra là ngày hôm nay á, cô mong muốn anh Đức thay đổi cái điều gì cô? Bây giờ á, cô chỉ mong muốn là cho hai đứa nó chững chạc, không có mà chọc nhau để gây lộn nữa. Đó, cô chỉ mong vậy thôi. Đó, mày mong gì đó. Để coi vợ em mong gì nha. Vợ em có gửi thư nè. Chết, trời ơi. Mong cái gì đây, cầm mới lọc. Kính gửi chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu, trước tiên em muốn cảm ơn chương trình tạo điều kiện cho hai mẹ con cùng tham gia chung một chương trình. Mẹ ơi, con muốn nói với mẹ là nếu có gì không hài lòng hoặc buồn về hai đứa con đó thì mẹ cứ nói thẳng với tụi con nha mẹ, để tụi con biết mà sửa, chứ đừng có sợ tụi con gây lộn rồi lại không nói mà buồn buồn hoài. Tại tụi con gây lộn như cơm bữa luôn, một ngày không gây là tụi con không chịu nổi, nên không sao đâu mẹ, đừng lo. Gây chuyện gây lộn là chuyện bình thường. Còn bá Đức, anh ơi, chồng ơi, em mong muốn anh sẽ trưởng thành hơn, biết nhường nhịn và lo cho gia đình hơn là lo cho mấy con cá. Bớt ngay lại để vợ chồng đỡ gây lộn. Nhiều khi mình phải hạ cái tôi của mình xuống để lắng nghe, chứ đừng lúc nào cũng cãi lại nha anh. Cuối cùng, hãy làm một người cha có trách nhiệm hơn. Em yêu anh và thương mẹ nhiều. Cảm ơn vì có mẹ và có anh luôn ở bên em. Chào. Nãy giờ anh ngồi nhiệm lại, anh cứ nghĩ là mình
làm rất là tốt với công việc là con rể, nhưng mà thật sự không, đúng là nhân vô thập toàn, không thiệt. Phải sống phải sâu và chú tâm hơn nữa, đúng không Minh hả? Đúng rồi. Em còn lơ là quá. Quá lơ là. Quan tâm với mẹ vợ nhiều hơn chút xíu nữa. Bởi vì chính mẹ vợ là người quan tâm đến chàng rể rất là nhiều. Điều đó cho thấy rằng là mẹ vợ rất là thương chàng rể ở đây. Và em cũng không đừng có ngại ngùng gì khi ở nhà này cả. Tình yêu thương của mẹ rất là bao la đối với em. Và hy vọng rằng em chăm sóc con nhiều hơn chăm sóc cá. Lâu lâu có món quà để tặng mẹ vợ. Đơn giản vậy đúng không cô? Dạ đúng. Dạ. Rồi, cảm ơn cô về rất là tham gia chương trình. Thì cô cũng cảm ơn chương trình. Nhờ vậy mà cô nói lên hết được sự thật luôn. Rồi nó giấu luôn. Nó giấu. Bây giờ nó giấu. Hồi nãy giờ mẹ nói thiệt luôn hả mẹ? Nói thiệt luôn. Trời ơi. Tưởng mẹ giỡn đó trời. Mẹ nào giỡn con. Nào, một kỷ niệm chương trình gửi tặng ha. Chúc gia đình thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công nha. Dạ. Cô cảm ơn. Con xin thay mặt chương trình gửi tặng cô và anh Đức một phần quà. Đây là sản phẩm của thương hiệu Elina. Còn đây là Ala Bio với thành phần 5 Ala, được chứng nhận lâm sàng về hiệu quả tăng cường chuyển hóa đường thành năng lượng, giúp ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị đái tháo đường. Cảm ơn cô và anh đã đến tham gia chương trình.